là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Huyện Tĩnh Gia tập trung chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2018-2019. Hội Cựu chiến binh huyện học và làm theo lời Bác. Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 2672/UBND-KTHT về việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia và một số văn bản đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2018-2019 đã đến. Thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đã được huyện Tĩnh Gia và cấp ủy chính quyền các địa phương cơ bản hoàn tất, sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh ở các trường trên địa bàn huyện. Huyện Tĩnh Gia hiện có 108 trường, trong đó bậc mầm non là 34 trường, tiểu học 34 trường, trung học cơ sở 31 trường, tiểu học và trung học cơ sở 3 trường, trung học cơ sở và trung học phổ thông 1 trường, trung học phổ thông 4 trường và một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Trong năm học mới này, ngành giáo dục và đào tạo huyện dự kiến sẽ đón gần 60.000 học sinh ở các cấp học với 1.804 lớp. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp đối với tất cả các bậc học, triển khai thực hiện nghiêm quyết định 1319/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất của các đơn vị nhà trường, từ đó có kế hoạch bổ sung mua sắm các trang thiết bị dạy học. Các trường trên địa bàn cũng đã chủ động tổ chức tu sửa một số hạng mục công trình trong nhà trường, bổ sung thiết bị dạy học, triển khai sắp xếp điều động đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường theo phương án đã xây dựng, tiếp tục triển khai thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo luật định. Dự kiến hoàn thành việc tuyển dụng trước ngày 10 tháng 9 năm 2018, đồng thời có phương án sắp xếp số viên chức được tuyển dụng một cách hợp lý. Có thể nói, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 của huyện Tĩnh Gia đã cơ bản hoàn tất cho công tác dạy và học, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới trong điều kiện học tập tốt nhất, từ đó góp phần đưa chất lượng giáo dục của huyện ngày một phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 12 CTTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh đạo thực hiện sáp nhập thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đề án sáp nhập thành lập thôn tổ dân phố, Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia đã ban hành chỉ thị số 17/CTHU ngày 11 tháng 12 năm 2017 về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc sát nhập thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch số 183/KHUBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 triển khai thực hiện đề án sát nhập thôn trên địa bàn huyện với mục tiêu giảm 20% số thôn, tinh gọn bộ máy, giảm chi ngân sách. Để quá trình sát nhập đảm bảo quy định, huyện Tĩnh Gia đã triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành đoàn thể, các đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ sát nhập, thực hiện in sao gần 300 đĩa CD tuyên truyền gửi các thôn, bản, tiểu khu để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về mục đích, ý nghĩa của việc sát nhập, tuyên truyền lưu động trên xe thông tin lưu động, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các ngành đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn đã vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia chủ trương sát nhập.
huyện Tĩnh Gia cũng đã hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án sát nhập, rà soát, xác định những thôn bản tiểu khu không đảm bảo quy mô số hộ, lấy ý kiến cử tri. Qua thống kê, toàn huyện có 18 xã, thị trấn trên 34 xã, thị trấn có số thôn tiểu khu phải sát nhập. Đến nay đã có 15 xã, thị trấn đã tổ chức sát nhập, đổi tên 92 thôn tiểu khu. Ban chỉ đạo thực hiện đề án sát nhập thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện đã bám sát cơ sở, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thực hiện đề án sát nhập ở thôn theo đúng kế hoạch, đảm bảo các bước dân chủ, công khai, minh bạch, đúng hướng dẫn của cấp trên. Sau khi sát nhập, toàn huyện Tĩnh Gia đã giảm được 47 thôn, từ 284 thôn xuống còn 237 thôn. Thông qua việc sát nhập, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã và ở thôn, bản, tiểu khu. Đồng thời, nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực của nhà nước kết hợp với nguồn lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội ở cộng đồng dân cư. Thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, hội viên, cựu chiến binh huyện Tĩnh Gia luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nói đi đôi với làm. Hội cựu chiến binh huyện đã đề ra kế hoạch thực hiện với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực. Trong đó trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Đông đảo hội viên cựu chiến binh chủ động trong sản xuất kinh doanh, mạnh dạn đầu tư vốn, sử dụng các nguồn vốn đạt hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay toàn huyện có 91 trang trại, 296 hộ kinh doanh, 49 doanh nghiệp do hội viên cựu chiến binh quản lý. Phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên hội cựu chiến binh đã tham gia hiến hàng nghìn mét vuông đất, hàng chục nghìn ngày công và hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn. Tiêu biểu như hội cựu chiến binh các xã Hải Châu, Bình Minh, Cát Sơn, Thanh Thủy, Ngọc Lĩnh, Tân Dân. Phong trào đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiêu biểu như hội cựu chiến binh các xã Hải An, thị trấn Trường Lâm. Phong trào phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tiêu biểu như hội cựu chiến binh các xã Hải Thượng, Tân Trường, thị trấn. Phong trào quyên góp sửa chữa xây mới nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tiết kiệm xây dựng quỹ hội. Tiêu biểu như hội cựu chiến binh các xã Phú Lâm, Hải Bình, Tân Trường, Ninh Hải, thị trấn Trường Lâm. Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các cấp hội cựu chiến binh huyện Tĩnh Gia còn làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể như tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau hoạn nạn, quyên góp sửa chữa xây mới nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và cán bộ nhân dân trên địa bàn, 7 tháng đầu năm 2018, xã Nghi Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Với mục tiêu phát triển kinh tế đồng bộ, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân trên địa bàn, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền xã Nghi Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục đầu tư kinh phí, sửa chữa, cải hoán, nâng cấp tàu thuyền từ công suất thấp lên công suất cao để khai thác đánh bắt được nhiều hải sản. Bên cạnh đó, còn tập trung vận động nhân dân phát triển sâu rộng các ngành nghề dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. 7 tháng đầu năm 2018, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 2,6 triệu đồng một người một tháng. Để đạt được kết quả trên, ngoài công tác tuyên truyền vận động, các cấp các ngành trên địa bàn xã đã tạo điều kiện khuyến khích người dân vay vốn đầu tư phát triển khai thác đánh bắt hải sản, kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề biển và tiểu thủ công nghiệp với tổng số tiền trên 150 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn xã, khu nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Đông và khu nghỉ dưỡng khách sạn Đào Ngọc Bắc đảo Nghi Sơn đã và đang thu hút hàng nghìn lượt người đến tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá vẻ đẹp của xã đảo. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát huy kết quả đạt được, những tháng còn lại của năm 2018, xã Nghi Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung đẩy mạnh sản xuất, khai thác thủy sản ở địa bàn đánh bắt tầm trung, tầm khơi. Chú trọng khai thác các mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh các loại hình dịch vụ kinh doanh thương mại với quy mô lớn.
đồng thời quy hoạch diện tích nuôi trồng phù hợp, phục hồi và phát triển ngành nghề truyền thống, thu hút lao động dư thừa, đặc biệt là lao động nữ. Chú trọng các hoạt động văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công văn của Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia về việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, kính gửi các phòng kinh tế và hạ tầng, tài nguyên và môi trường, tài chính kế hoạch, văn hóa thông tin, hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tĩnh Gia, Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn, thực hiện quyết định số 3002 QĐ-UBND ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận doanh nghiệp đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia. Để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia theo thời gian, tiến độ đã được phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia yêu cầu các phòng ban đơn vị có liên quan, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tĩnh Gia và Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, cơ quan thường trực Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện, chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Tĩnh Gia, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án và Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn, nhà đầu tư, tổ chức hội nghị thông báo quyết định công nhận doanh nghiệp đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, kế hoạch đầu tư xây dựng chợ tạm, kế hoạch thời gian xây dựng chợ mới, thời gian phương án di chuyển một số hộ tiểu thương về chợ tạm. Thành phần tham dự hội nghị gồm thành viên Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, cán bộ chủ chốt thị trấn Tĩnh Gia và toàn thể các hộ kinh doanh thường xuyên tại chợ. Thời gian tổ chức hội nghị trước ngày 5 tháng 9 năm 2018, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài chính Kế hoạch, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tĩnh Gia và nhà đầu tư xác định vị trí, diện tích xây dựng chợ tạm tại khu đất hiện nay là bến xe, cửa hàng đại lý Yamaha và quảng trường chợ, xong trước ngày 10 tháng 9 năm 2018. Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại và quy định khác có liên quan. Chỉ đạo công tác sắp xếp, bố trí vị trí kinh doanh cho các hộ tiểu thương tại chợ tạm và chợ mới sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng. Chủ trì phối hợp với các phòng ban chuyên môn và Ủy ban Nhân dân thị trấn Tĩnh Gia, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung theo quy định tại quyết định số 169 QĐ-UBND ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia và các nội dung trong hợp đồng đầu tư xây dựng chợ được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân huyện và nhà đầu tư, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. 2. Phòng Tài chính Kế hoạch, chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tĩnh Gia và các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ký hợp đồng đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh và khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia với Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định, xong trước ngày 31 tháng 8 năm 2018, hoàn thành dự thảo hợp đồng để lấy ý kiến các thành viên Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn và nhà đầu tư trước ngày 26 tháng 8 năm 2018. 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường, chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tĩnh Gia, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án và nhà đầu tư xác định mốc giới, diện tích đất hiện trạng của chợ Còng và phần diện tích đất mở rộng theo chủ trương thống nhất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 11850UBND-THKT ngày 14 tháng 10 năm 2016, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện bàn giao nguyên trạng chợ, bao gồm hạ tầng cơ sở chợ, bộ máy quản lý, nhân viên, các tài liệu có liên quan và diện tích đất mở rộng, bao gồm cả phần tài sản, vật kiến trúc cho nhà đầu tư. Thời gian bàn giao trước ngày 5 tháng 9 năm 2018, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 4. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia,
chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan và Ủy ban nhân dân thị trấn Tĩnh Gia điều chỉnh dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng dự án theo đơn giá vật kiến trúc được quy định tại quyết định số 4925/2016 QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trình các phòng thẩm định trước ngày 26 tháng 8 năm 2018 do đơn giá vật kiến trúc phê duyệt trước đây đã được điều chỉnh thay thế. Tổ chức chi trả kinh phí bồi thường cho các hộ tiểu thương và tổ chức cá nhân có liên quan theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, hoàn thành công tác chi trả xong trước ngày 15 tháng 9 năm 2018. 5. Ủy ban nhân dân thị trấn Tĩnh Gia phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện và nhà đầu tư tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh buôn bán tại chợ biết được kế hoạch, thời gian đầu tư xây dựng chợ tạm, chợ mới, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện. Có văn bản thông báo cho các đơn vị hiện nay đang thuê mặt bằng, làm bến xe và cửa hàng đại lý Samaha trả lại mặt bằng cho Ủy ban nhân dân thị trấn Tĩnh Gia để Ủy ban nhân dân thị trấn bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức xây dựng chợ tạm. Thời gian bàn giao cho nhà đầu tư xong trước ngày 10 tháng 9 năm 2018. Phối hợp với ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện, các phòng ban liên quan và nhà đầu tư bố trí sắp xếp vị trí kinh doanh tại chợ tạm và khi hoàn thành đưa chợ mới vào sử dụng. Phối hợp với các phòng tài nguyên và môi trường, kinh tế và hạ tầng, tài chính kế hoạch, bàn giao tài sản đất đai cho nhà đầu tư quản lý, kinh doanh khai thác chợ, đôn đốc giám sát nhà đầu tư thực hiện đúng phương án chuyển đổi và tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 6. Tổng công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian, tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng chợ tạm, chợ mới theo quy định tại quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và biên bản thương thảo sơ bộ hợp đồng gói thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ cổng thị trấn Tĩnh Gia được ký ngày 11 tháng 7 năm 2018 giữa Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Tĩnh Gia và Tổng công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn gửi Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện và Ủy ban nhân dân thị trấn Tĩnh Gia để chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị với các hộ tiểu thương dự kiến trước ngày 5 tháng 9 năm 2018. Phối hợp với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án và Ủy ban nhân dân thị trấn Tĩnh Gia tập trung tổ chức chi trả kinh phí bồi thường cho các tổ chức cá nhân hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 9 năm 2018. Khẩn trương phối hợp với các phòng kinh tế và hạ tầng, tài nguyên và môi trường, tài chính kế hoạch và Ủy ban nhân dân thị trấn Tĩnh Gia xác định vị trí diện tích xây chợ tạm, đảm bảo đủ số điểm kinh doanh để các hộ phải di chuyển sang chợ tạm và có thể kinh doanh bình thường, không bị xáo trộn. Việc xây dựng chợ tạm phải đảm bảo kỹ thuật thông thoáng, cao ráo, đồng thời phải đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo điện, nước để các hộ tiểu thương ổn định kinh doanh buôn bán. Trong thời gian kinh doanh tại chợ tạm không được thu tiền thuê quầy, chỉ thu phí vệ sinh môi trường, tiền điện, tiền đảm bảo an ninh trật tự theo mức giá quy định. Xây dựng nội quy quy chế hoạt động tại chợ tạm và sau khi chợ hoàn thành đưa vào và sử dụng rõ ràng, công khai, minh bạch để nhân dân và các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ biết và thực hiện. 7. Đề nghị Đảng ủy thị trấn Tĩnh Gia tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng ủy mở rộng để thông báo các văn bản pháp lý có liên quan và quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận doanh nghiệp đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ cổng thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia. Kế hoạch thời gian đầu tư xây dựng chợ tạm, chợ mới của nhà đầu tư để cán bộ chủ chốt thị trấn Tĩnh Gia và các chi bộ triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng ban đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân thị trấn Tĩnh Gia và Tổng công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng thời gian quy định. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Bá Duyên. Công văn của Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia số 2670 về việc bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng thông tin quốc gia. Kính gửi các phòng ban đội thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Thực hiện công văn số 44-STTT-CNTT ngày 2 tháng 8 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
về việc thực hiện chỉ thị 02 CTTTG ngày 4 tháng 7 2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng thông tin quốc gia. Trong thời gian qua, tình hình mất an ninh, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, tình hình lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng gia tăng đáng báo động cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng, xảy ra ở nhiều ngành, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước với nhiều biểu hiện và hình thức khác nhau. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, dẫn tới chủ quan, mất cảnh giác, buông lỏng quản lý đối với dữ liệu, thông tin, bí mật nhà nước. Việc quán triệt và triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước còn mang tính hình thức. Một số đơn vị còn tình trạng soạn thảo văn bản có nội dung bí mật nhà nước trên máy tính có nối Internet, hệ thống mạng máy tính có nhiều lỗ hổng bảo mật, không được kiểm tra khắc phục kịp thời. Để thực hiện nghiêm túc chỉ thị 02 CTTTG ngày 4 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng thông tin quốc gia, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các phòng ban đội thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thực hiện các nội dung sau. 1. Các phòng ban đội thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, không soạn thảo, in ấn, lưu trữ, sao chép các văn bản có nội dung bí mật nhà nước trên máy tính, máy in, thiết bị nhớ ngoài có kết nối Internet. Quản lý chặt chẽ các tài khoản cá nhân, tài khoản quản trị các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan đơn vị. Không để cán bộ, công chức viên chức đăng tải, lưu trữ thông tin bí mật nhà nước trên cổng trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử có kết nối Internet. 2. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện ra soát, kiểm tra, khắc phục lỗ hổng bảo mật còn tồn tại nếu có trên hệ thống mạng nội bộ có kết nối Internet. Triển khai các biện pháp nhằm tăng cường bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng máy tính có kết nối mạng, Internet, mạng nội bộ để truyền, nhận dữ liệu, cài đặt phần mềm có bản quyền, hệ điều hành phần mềm diệt virus, cập nhật khắc phục lỗ hổng bảo mật, cập nhật bản và hệ điều hành, không lưu trữ tài liệu có độ mật trên máy tính có kết nối Internet. Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông ra soát, kiểm tra, đánh giá, xử lý các nguy cơ lỗ hổng bảo mật trên các thiết bị và hệ thống mạng của cơ quan. 3. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, Sở Thông tin và Truyền thông ra soát, kiểm tra, đánh giá, xử lý các nguy cơ lỗ hổng bảo mật trên các thiết bị và hệ thống mạng của cơ quan. Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Thế Kỳ. Thông báo tuyển sinh, trường Cao đẳng nghề Nhi Sơn Thanh Hóa liên tục tuyển sinh hệ cao đẳng và trung cấp nghề theo hình thức xét tuyển cho các đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Các ngành nghề như sau: Điện công nghiệp, Hàn, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, may thời trang, kế toán doanh nghiệp, công nghệ ô tô và điện nước. Trong quá trình học tập tại trường, học sinh sẽ được xét và cấp học bổng theo quy định. Học sinh tốt nghiệp hệ trung cấp sẽ được học liên thông lên trình độ cao đẳng tại trường, thời gian học tập 9 tháng. Con em các gia đình chính sách được hưởng mọi chế độ miễn giảm theo quy định của nhà nước. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh, sinh viên ở xa, ở miễn phí, có căng tin phục vụ ăn sáng, trưa, chiều. Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được nhà trường giới thiệu việc làm với các doanh nghiệp trong khu kinh tế Nhi Sơn hoặc các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước với mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng. Hồ sơ tuyển sinh được cấp tại trường và các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở. Thời gian thu hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Địa chỉ liên hệ: Phòng đào tạo Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, tiểu khu 4, thị trấn Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 02378 717 866 Thầy Đức, 0978 490 179 Thầy Thế, 0971 581 153 Cô Thảo, 0916 856 336 Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, phát thanh viên Huyền Diệu, Cao Thanh, kỹ thuật sản xuất chương trình Trung Kiên, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, Văn Tú, Viết Mậu. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng Internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.